cơ bản một cái mạch máu thì động mạch cảnh nó nằm gần đây nha, thì nông nó dễ. Thì tương tự nếu khảo sát động mạch cảnh hay là đoạn động mạch đùi thì như nhau, nên hướng chạy thôi. Mình dựa vô B-scan đánh giá mã xưa bữa, mình đánh giá dòng chảy, mình sử dụng màu, mình chuẩn lại để ý. Nhưng mà cái động mạch cảnh thì nó đỡ, đa phần tổn thương của nó nằm ở đoạn động mạch cảnh trong, cảnh trung hiếm đó. Nếu có mảng sơ vữa nhỏ nhỏ nhưng ít khi hẹp động mạch cảnh trung. Động mạch cảnh trung mà bị là tắc luôn, nó đã nghẹt nên tắc luôn, hư luôn. Đa phần tổn thương nằm động mạch cảnh trong. Còn cảnh trong này chắc chắn cái đoạn mà đi vô sàn sọ thì mình không thể khảo sát được, nhưng cái đoạn gần này mình khảo sát được. Các bạn hiểu ý. Và động mạch đốt sống thì hôm nay tôi hướng dẫn này cho mấy bạn nè, cái cách bắt phổ, chỉnh màu, bắt động mạch đốt sống, bắt động mạch cảnh trong, cứ vậy hai bên như nhau. Khi siêu âm động mạch cảnh thì cho để phía dưới lên giống như tuyến giáp vậy ha, hơi cổ này hơi cao cũng đỡ, đúng không? Khi nghiêng mình khảo sát bên phải trái thì phải hơi nghiêng khoảng 30 độ nhẹ, nó đừng có nghiêng quá, thì nghiêng quá cơ cổ nó căng, cơ ức mình dẫn nó căng, nên nghiêng vừa phải. Rồi mình làm ha. Vậy thực sự nói lấy cái động mạch cảnh để tụi em quen với bàn phím, quen với color box, quen với hướng chỉnh, quen với điều chỉnh. Nếu điều chỉnh ở đây mà dùng cái đầu dò hướng tới hướng lui để tạo góc thì cái động mạch đùi nó cũng vậy thôi. Còn động mạch khoeo thì còn dễ nữa, cái này là khoeo này, bây giờ mình cho gấp chân thì nó có cái phương rồi, em nói chạy sang ngày đi xuống vậy thì mình để cái phương để mình chọn cái hướng của dòng chảy. Cổ này đâu có gặp lại được vậy, đúng không? Để ý là vậy. Khi tụi em làm ví dụ như người ta bị gãy chân chẳng hạn, người ta băng bó vết thương thì cửa sổ rõ ràng em không tạo được góc thì em dùng steering, đúng không? Bẻ góc, nhưng cửa sổ để đây, đầu dò thì để vuông góc, mình bẻ cái phương đầu dò, cái hướng của chùm sọc nặng, cái cách nó là vậy. Nhưng mà ví dụ như cái đoạn này thì lập tỷ lệ, nhớ không? Lúc nào cũng lập tỷ lệ. Nhưng động mạch cảnh ít khi lập tỷ lệ, tại vì cái đoạn mình khảo sát được có một khúc 3-4 cm. Ngược lại, ông này từ động mạch chậu xuống động mạch chi là có khả năng hẹp nhiều tầng, hẹp đây gốc, số này gốc. Như vậy là mình lập tỷ lệ trước hẹp, tại hẹp, sau hẹp. Mình sẽ tới cái bài ngoại biên. Tụi em nhớ ở đây cũng vậy, đoạn này thì đảm bảo tim đi ra động mạch trung bụng, ok. Thì lúc đó mình lập tỷ lệ của động mạch thận ở trên động mạch trung bụng. Tất cả đều lập tỷ lệ, hiểu ý. Lập tỷ lệ là mục tiêu là gì? Để đánh giá mức độ hẹp dựa trên vận tốc tới trước hẹp. Nếu nó tới chậm quá thì hiển nhiên sao vận tốc tăng lên được, tăng lên so với cái trước hẹp, hiểu ý. Chứ còn nó tim nó yếu xìu, nó không bơm ra, lấy gì ở đây? Vận tốc 180 rồi, vận tốc cuối tâm trương 40, nó đâu có lên nổi đâu mà 40 đâu ra. Như vậy áp dụng cái tiêu chuẩn mà hôm đưa cho mấy cái bảng bự cho mấy bạn, đối với hẹp một chỗ thôi. Còn giống như suy tim, máu có bơm ra nổi đâu mà bự tóc lên, hiểu chưa? Sáng giờ mệt quá, khám 50k u gan, hơn 5 mấy k u gan. Mình cũng khác, mình sử dụng đồ dò phẳng ha, như vậy mình lập tỷ lệ rồi. Siêu âm trắng đen trước, thông thường đối với siêu âm trắng đen, cách tôi làm á là thường tôi siêu âm đối với ống, là bây giờ tôi cũng thích siêu âm mặt cắt ngang trước, hiểu không? Có nghĩa là để cắt ngang thì mình coi trước, ví dụ như nhìn đây các bạn vẫn thấy lớp của nội mạch ngon lành, nó không có vấn đề. Đối với ống cắt ngang bao giờ hình nó không thuyết phục, nhưng mà rất là dễ chịu mắt, đúng không? Cắt ngang trước tự nhiên mình nhìn trên siêu âm trắng đen nó rõ ràng nè. Khi tụi em đưa lên cao thì tụi em thấy cái này chia làm đôi không nè, đúng không? Chia đôi nè, đúng không? Đưa xuống thấp là đây là mạch cánh chung nè, đi lên cao nó tới chỗ chia đôi nè. Đó, đây là cánh ngoài, đây là cánh trong. Đây là bên trái thì tại sao biết cánh ngoài? Thì nếu siêu âm cắt ngang bên trái thì đây là khí quản, đây là medial, cái này lateral,
Như vậy nhớ động mạch cảnh ngoài là đi gì? Đi vào trong ra trước, đúng không? Cảnh kia thì đi sao? Ra sau và ra bên, đi ra này. Thì đây là đưa lên mấy bạn ngó, cái này ra trước trong, đi hướng vô trong. Còn này ra sau và bên, cái này là bên, đúng không? Nghĩa là mình nhìn bằng bằng siêu âm này thôi mình cũng thấy là không có mảng sơ vữa gì hết. Cái hình ảnh này nó không được đẹp tại vì đầu dò nó đang, cái này nó đang bị hư ở cái chấn tử đó, mấy bạn ngó hai cái bình ha. Chứ còn cái đầu dò này còn nguyên, mình đang đổi đầu dò mới đó. Thấy không? Thì mình lên đến tận cùng, nó chia làm đôi. Thì chia đôi thì ngó một cái, nếu mà mình thấy một cái thì lớn hơn, một cái to, một cái nhỏ. Mình cứ trong nó to hơn, mặt bên ngoài. Đúng chưa? Rồi ví dụ giả dụ mình để màu đi ha, để màu cắt ngang. Rồi mình chiếu lên màu xanh có nghĩa là mình biết là đầu dò mình hướng lên não. Thì mình nhìn trên này là đi ra khỏi đầu dò nên nó màu xanh. Để cái này mấy bạn chỉnh kỹ lại, mấy bạn thấy cái này là fill in, có nghĩa là lấp đầy cái mạch máu. Mình xích lên dần dần nè mấy bạn ngó, lên dần dần. Nên là chia đôi nha. Thấy chưa? Chia đôi nè. Bắt đầu là tụi em nhìn thấy cái gì? Mở rộng lên chút. Thì thấy này nó có nhánh, đúng không? Rồi mặt bên ngoài nó có nhánh. Còn đồng bên trong, trong nó đi lên nó đâu có nhánh gì đâu. Đây cánh ngoài, để cắt cái nhánh của nó ra. Đồng bên trong không có nhánh nha. Đó, mình đưa ra ví dụ như để vậy. Ví dụ nhìn vào mặt cánh ngoài mình cũng thấy là nó fill in, có nghĩa là lấp đầy. Tỷ lệ động mạch cánh ngoài tổn thương động mạch cánh ngoài rất là ít. Nhắc lại động mạch cánh ngoài là nó liên quan tới nuôi cơ vân. Động mạch cánh trong thì nó nuôi lên, thấy không? Đây là cánh trong ha. Đây là cánh trong là nuôi não. Tương tự mấy bạn nếu hướng xuống tim thì mấy bạn thấy màu đỏ. Nhưng mà đối với động mạch cảnh thì tôi hướng lên, tại vì cái chỗ này nó rộng. Còn lên đây rồi theo hướng vậy nó cấn cái xương hàm. Các bạn mới đưa vô cái hốc này, bạn chú vô, đúng không? Hướng lên. Đó là mình, một số trường hợp chứ mấy bạn nên dùng màu để xác định cái có mảng sơ vữa hay không. Tại vì cái cửa sổ nó xấu quá, chính cái màu cho phép mình nhìn đây à, chắc chắn trong lòng nó không có mảng sơ vữa thì mình có lấp đầy. Còn bây giờ lấp vô đây lên tới trên cao này, nhiều khi mấy bạn trắng đen hoặc là ánh giả thì như mấy bạn nó kiểu gì nó cũng có quyết thì mình nghi ngờ mảng sơ vữa, đúng nha. Rồi quay về cái này ha, mình đi cái này nhưng mà mình ngó cái động mạch đốt sống nữa không cũng được, mấy bạn cũng có thể thấy. Nhưng mà động mạch đốt sống theo nó phải cùng với cùng màu, có nghĩa đây cùng màu hướng tới não hết, nó cùng màu xanh. Con này màu xanh, cái này màu đỏ thì cái chuyện đi ngược lại, đúng chưa? Thì mình phải nhìn, mình phải quan sát ha. Đó. Buổi sau sẽ lấy một cái máy khác, máy mới khác để cho mấy bạn biết cái máy nào cũng như nhau. Rồi mấy bạn ngó động mạch đốt sống đây. Và bây giờ mình động mạch cảnh cho xong đi ha, cảnh chung. Nhắc lại để ngang thì song song với mặt da thì đây, mấy bạn hơi chúi cái đầu dò nên mấy bạn tạo phương rất là ok. Nó nhấn xuống, để vậy nè, nhấn xuống thì nó ra. Còn để ngang thì như vậy, đúng không? Những cái gì nông thì các anh chị điều chỉnh được, đúng không? Thì mình tạo cái phương như vậy bằng tay thì tốt hơn. Rồi nếu là tạo phương tốt được rồi thì mấy bạn có thể sử dụng cái gì, color box. Mấy bạn có thể để cảnh như vậy nó vẫn ra đẹp, nhưng mà nhìn cái màu này không hài lòng. Tại sao? Nó không có đậm nhất, mình phải tăng lên. Để cái này, cái dòng chảy này mình để cái lưới có 14 à, thấp quá. Còn mặt cảnh bèo bèo thì cũng phải 40 ha, 35-40 trung bình. Thì bây giờ mấy bạn chỉnh thì mình thấy, tại quan trọng á, các anh chị fill in là fill in ở cái thì đỉnh tâm thôn, chứ không phải cuối tâm trương thấy nhạt nhòa quá, đúng không?
cái của mình muốn fill in là mình fill in đỉnh năm thôi. Thì tôi nói tôi chỉnh thôi, 17 nè, 21 nè, 24 nè, 28 nè, 31, 35 nè, 40 nè. Thì mấy bạn thấy cái màu nó mịn hơn, nó đều hơn. Là do hồi nãy mình để cái màu nó thấp, đúng không? Rồi vừa để màu xong rồi, mấy bạn có thể chỉnh thêm cái electronic steering. Như mấy bạn vẽ ra, chỉnh cho đẹp hơn nữa, đúng không? Để ý, nó mới nhắc lại, như vậy là thấy ok, có nghĩa là fill in được. Thứ hai là nó không có tràn màu, tính động nhất màu có, không có khuyết, không gì hết, đúng không? Rồi lúc đó mấy bạn chỉnh cái ổ, đưa cổng thu tín hiệu vô, để cái cổng thu tín hiệu, mấy bạn đừng có quan tâm chỉnh cái góc này, có thể mấy bạn để sai, không sao, đừng có chỉnh liền. Mấy bạn có thể post processing, mấy bạn có thể chỉnh bây giờ lại cho nó đúng góc, không sao hết. Mấy bạn lên đúng liền chứ bạn không quen cứ lo chỉnh góc, không, post góc có thể chỉnh post processing, chỉnh lại sau đó không được, không thành vấn đề. Nhưng trước khi chỉnh thì không được xài khi cái góc không đúng, hiểu không? Ví dụ nói mình để màu lên, rồi mình để góc thu tín hiệu vô, vậy thì mình chỉnh đúng không? Cái này nó tăng BRF lên, tăng BRF lên. Nó bên kia BRF có 23 kìa, tôi tăng lên 35 nè, tăng lên 47 nè. Khi mình lại cái tay thì mình update, thì mình cập nhật lại cái vị trí mình, tăng thêm chút nữa, kéo đường nền xuống, rồi mình chỉnh lại cho nó ngon lành. Nhỏ cái số lại, các bạn hiểu cái cách làm đó. Nếu mấy bạn dùng cái này là cái máy nó mặc định hoặc không mặc định thì mấy bạn, bây giờ mấy bạn ngó cái wall filter là 200, cái chân nó còn rung, mình tăng cái wall filter lên thử ha. Đo nè, đúng không? Ở đây RIP nè, RI nè, bấm vô trước, Peak Systolic nè, để đỉnh, click, and diastolic nè, cuối tâm tư, click, RI bằng 0.78. Khi nói RI thấp có nghĩa là gần tận tiến tới 100, RI cao nói thấp nhưng mà thành cao, cao thì thấp, cái từ mà nói. Ví dụ như não thì RI gần tĩnh tiến tới 100, thông nối động tĩnh mạch, đúng không? Có nghĩa là tĩnh mạch là ưu thế. Thì nói RI thấp là não, là gan, là thận, có nghĩa là nó 80-90%. Còn RI cao, chứ cao nghĩa sẽ tĩnh tiến về không. Bây giờ mình coi ở đây trước ha. Rồi đo như vậy, thêm mấy cái nữa, nó có nhiều cái PE cũng tương tự như đo giá trị trung bình, đo cái slope thì từ từ mấy bạn đừng có lo quá. Còn mấy bạn đo vận tốc đơn thuần không thì đó, mấy bạn nhìn nha, vận tốc trung bình của nó là 71, ở đâu, đỉnh tâm tư 71.2, cuối tấm trường 15.7,
RI 0.78, cái chỉ cứ nhập 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 vô rồi tính. Giờ lòng mạch cảnh trong với cảnh ngoài bác thử ha. Cũng tương tự như vậy thôi. Cứ từng bước từng bước. Đây lên đây. Đây. Bây giờ mình đã cắt ngang, mình biết cái phương chạy đưa đi rồi, mình để cắt dọc. Cắt dọc lên đây nè, lòng mạch cảnh trong, xích qua đây là mạch cảnh ngoài. Quẹo qua đây là mạch cánh trong, quẹo qua đây là mạch cánh ngoài. Đầu dò nè, ngoài, trong, ngoài, trong, ngoài. Để cắt dọc mà, để giống như chặn ná vậy đó. Đúng không? Đây ngoài, đây trong, đây ngoài, vậy là ngoài. Mình phải để mình biết, đây là trong. Thấy chưa? Ngoài. Bây giờ mình để mình bắt cái phổ để mình biết tại sao trong ngoài không? Tụi em nhìn đây, tụi em thấy anh Giả Đam phản hồi anh ấy nói không? Tất cả qua một mặt phẳng thì dễ tạo hình ảnh đây em mới hồi. Em nhìn vô đây, nếu câu hỏi thi giả dụ như tại sao sao ở đây RAM phân hồi nhiều mà ở đây không có. Thì góc này có khuôn góc. Góc này đâu phải góc khuôn góc. Đúng không? Sóng âm mà vuông góc với mặt phẳng thì sẽ tạo ảnh giả RAM phân hồi. Còn cái sóng âm, cái bó trùm âm nó đâu có vuông góc, cái này nó có phương mà. Thì nó không có ảnh giả nhiều, đúng không? Nên một trong những cái để giảm cái ảnh giả RAM phân hồi là gì? Thay đổi cái góc giòn, góc nhìn. Bây giờ mình bỏ cái phổ vô ha. Rồi em chỉnh qua phần mặt cánh trong, đoạn đầu, đoạn giữa. Đúng chưa? Như vậy mình coi thử cái phổ đồng mạch cánh trong nó hồi nãy RI là 0.78 đúng không? Giờ thử cái này ông này sao ha. Nó đang nằm hết ở dưới thì revert nó lên. Em nghe âm thanh nó khác không? Khác chứ. Từ từ chưa nghe quen. Giống như mới lấy vợ nghe nó ngọt ngào. Nghe bắt đầu. Thời gian âm sắc nó thay đổi. Sắc chứ. Đúng rồi, đỉnh sóng nó hơi khác chứ. Ví dụ như RI ha. Thiền này xuống đây. Đỉnh năm thu đi, đúng không? Cuối năm dương đi. RI thấp, xin lỗi. RI càng thấp. Tôi nói ngược. Cái thằng PI nó như vậy. Thì thấp, càng thấp, càng thấp. 0.1. Nè. Bắt lại thử ăn. Mình cứ từ không có gì hết. Bây giờ mình ngó đây. Đây là mạch cánh chung. Mình dời đầu dò từ từ lên. Dời lên nữa. Dời lên nữa, dời tới đây. Rồi, mình biết đây là còn mạch cảnh trong. Quẹo qua đây thì là mạch cảnh ngoài. Mình biết cái tương quan đó. Trong, ngoài. Bỏ cái cổng màu lên. Đúng chưa? Bỏ cổng thu tín hiệu vô. Phổ đẹp đủ xài, đúng không? Đỉnh tâm rồi cửa sổ phổ ổn. Rồi mình đo bạn lần ha. RI được rồi. Rồi chưa? Khoảng không mấy. Bây giờ qua đồng mạch cảnh ngoài. Tụi em nghe cái âm thanh tụi em quen. Từ nghe quen. Rồi tới thông nối động lên mạch nghe quen. Nghe cái này rõ rõ, cái này giả phình. Nghe cái âm thanh. Nhưng mà nhiều người thì vô ồn quá tắt luôn, nghe nhạc. Cái nhạc được xong được. Rồi bây giờ ha, động mạch cánh ngoài. Nếu tụi em tin ý á, tụi em sẽ thấy cái dạng sóng, cái cách chớp của dạng sóng nó cũng khác. Rồi bây giờ thử ha. Thấy nó khác không? Mũi tâm trương rất là thấp để nuôi cơ. Bây giờ đo thử RI ha. Đúng không?
cái gì đó. Nè, hồi nãy 78, thằng kia 6 mấy, thằng này 8 mấy. Nó mấy không? Như vậy đưa cái phổ ra. Giả dụ cũng khi tụi em lý luận chắc cái này là một người bình thường, đang không bị bệnh. Nhưng giả dụ tụi em chắc cú em thu được cái này. Tụi em nói đây là sóng động mạch cảnh trong. Thì trong đầu tụi em phải lý luận ngay chuyện gì xảy ra. Trong là bắt buộc RI thấp cho RI cao. RI cao trong trường hợp nào? Đó là một lý luận. Đúng chưa? Hẹp, hẹp nặng. Đúng không? Hay là thay đổi dường kháng lực trên này, nhồi máu nó chết đống não này, nó giống như túi tưới vô ruộng khô á, ruộng mà nó không hấp thụ nước được. Thử lại đâu mà bên trong ngoài ha. Để thử cái này còn cái hồi mình còn gõ thêm một tape nữa đấy. Nhìn vậy chứ bắt đầu bắt không quen nè, tay chân lộn xộn lúc được lúc không. Cơ này ông nghe nó được khi là không đúng không? Giờ qua cảnh ngoài ha, xếp qua đây, đây là cảnh ngoài. Cái kia wow. Cái nhận định nó khác đúng không? Ví dụ như trong tình huống này mấy bạn không cần làm thermal test tại nó rất là rõ, nhưng bây giờ làm thử ha. Trừ khi ông này không có động mạch thái dương, gõ hoài không ra vậy. Tại mấy bạn phải bắt cho nó quen, tại vì khi có bệnh lý nó thông nối rồi mới tìm với ai tìm nhé mấy bạn. Ta gõ là gõ đi mà. Đó. À. Có nghĩa là mình gõ là cái sóng nó dội ngược lại. Nghe không? Gõ nhẹ nó. Thì em gọi nó phải có đỉnh chứ. Nhưng mà đỉnh của nó dội do cái sóng nó dội ngược lại. Như vậy khi em gõ vậy em chứng tỏ cái mạch máu em đang khảo sát nó gọi là động mạch cánh ngoài. Nó gọi là temporal tap. Hiển nhiên trong trường hợp khó kìa. Ở nước ngoài cái protocol nó bắt buộc có cái này. Là khi em khảo sát là em chủ quan. Còn cái phổ này á thì nó khách quan. Đó, nhiều khảo sát này rồi lúc đó mình lý luận mình nó gọi là TT temporal tap là dương tính. Đó. Người ta minh chứng rằng cái tôi khảo sát là cái này. Rồi từ từ cho nó kịp. Động mạch đốt sống ha. Tương tự, động mạch đốt sống mấy bạn biết là song song. Ví dụ ông này cổ cao, khảo sát động mạch đốt sống không gì khó khăn hết. Đây. Đây động mạch cảnh mình biết rồi. Bây giờ mình quét ra ngoài. Cái đầu dòm nó hướng ra ngoài, mình đi qua. Đi qua nữa. Đây là động mạch đốt sống à. Đó. Đây nè. Đây là cái mỏng ngang của đốt sống nè. Đây là động mạch đốt sống nè. Vô lại cái động mạch cảnh nè, mình đi ra ngoài nè, đi nữa mình thấy cái mỏng ngang thấy chưa nè, không khó. Nhưng mà mấy bạn phải tinh mắt rồi mấy bạn xích lên đó, thấy giữa hai cái mỏng ngang luôn động mạch đốt sống rồi chưa. Đây nè, nó nằm giữa đây rồi, mình biết mình khoảng khoảng đó rồi, mình bỏ màu lên coi nó phải nó không, mình bỏ màu lên ha, cũng tạo góc được nè, nhấn cái bỏ màu lên rồi. Cái này màu làm sao, làm gì giờ, làm gì đây, không có phim in thì làm gì, tăng gen phải không? Thì tăng theo ý các bạn, tăng gen giảm gen, không cho thì thôi giảm gen.
theo ý vậy đó. Rồi vậy em nghe anh. Làm gì? Scale. Giảm scale màu đúng không? Giảm scale màu. Cho đẹp nữa. Cái góc này không ngon. Steering đi. Ngon hơn chút. Đúng không? Rồi. Hướng dòng chảy đúng không? Xanh hướng đầu dò. Này lên tim đúng rồi. Rồi cái này mình bắt phổ. Khi tụi em làm động mạch đốt sống, nó không, cái lòng của động mạch đốt sống nó nhỏ mấy ly thì nó không có lớn như động mạch cảnh, nên khi tụi em mở cái cổng thu tín hiệu tụi em không cần 1/3, nó nhỏ quá rồi đúng không? Đây cổng thu tín hiệu ha, đưa xuống chỉnh lại cho nó ngon lành coi. Rồi cho nó lên trên ở coi. Rồi em bấm lên đúng là cái máy nó cũng cho thêm cái audio mình nghe. Thấy không? Một trong những cái mở cái gây cộng thu tín hiệu lớn quá thì xóa cửa sổ phổ. Đúng không? Dù là không có tăng tốc. Rồi cũng tương tự như vậy, rõ ràng em nghe cái sao cái âm thanh nó giống như là động mạch đánh đông. Đúng không? Tại vì nó luôn não y như vậy. Rồi tụi em đo RI thử. Không, khoảng 6 mấy. Như vậy là cái não nó ok. Nó khoảng 6 mấy. Hiểu ý không? Đi thi mà bắt được cái phổ vậy là ok rồi, động mạch đốt sống là ok rồi. Nhưng mà nhiều người đi thi lúc mà hỏi bắt xong nó dạ bạn này không có động mạch đốt sống. Thì không lắm nha, ai biết. Thầy ơi, còn cái góc là trên nó là 70 độ. Thì chưa được. Khi em làm RI em không sợ. RI không quan trọng góc, để nó xuống đều. Còn nếu anh đo vận tốc riêng thì không được. Anh phải chỉnh cho đạt được dưới 60. Nhưng khi em RI thì RI nó ảnh hưởng chung trên cả tỉnh tâm thu lẫn tâm trương để nguyên như vậy. Về nguyên tắc đo là em phải để nó dưới 60 độ. Hiểu ý không? Ngay bây giờ muốn 60 độ thì mình phải ép, mình phải chỉnh sao cho được xuống 60 độ. Nếu đo vận tốc, còn đo RI thì không ảnh hưởng. Đó là câu hỏi thi đấy. Ví dụ như RI có ảnh hưởng góc tốc lơi không? Không. Nên nó ảnh hưởng hai thằng với nhau ở mức độ tương đối. Dĩ nhiên cái góc quá bậy thì không đo được cái gì, sao lấy gì em đo, đúng không? Đấy là vậy. Ví dụ như góc Doppler 60 độ và góc Doppler 75-80 độ, RI có khác nhau không thì có lẽ là không khác. Nhưng mà em một cái góc quá bất thường, em không bắt được cái phổ thì nó không đo được gì, đúng không? Còn nếu mà em đo tuyệt đối thì bắt buộc em phải tạo cho mình một cái góc cho nó tốt. Đúng không? Đây. Rồi. Bỏ màu lên. Đúng không? Em có thể steering hơn nữa. Đó. Em để phổ lên. Em đo lại ha, em chỉnh cái góc lại tương đối cho em cũng khoảng 60%, tại hai thằng nó phải như nhau, đừng có lệch quá thôi.
Đấy chứ. Chứ đừng ví dụ góc lớp lơ không 10 độ thằng kia 70 tự nhiên nó không ra cái phổ nào ra hụn sao mà em đo thì đưa vương lên đâu vậy đâu khi mà RI có ý nghĩa khi chênh lệch ít nhất 10%. Dù em sống mấy thằng này 80 thằng này sống mấy còn có 50 ví dụ khác khác với chúng mày khác nhau 1-2% thôi. Rồi cái đó tương tự anh sẽ bắt bên trái em bên phải nha, cái cách mình bắt bên nào cũng được. Mình siêu âm mình chia đôi ra đúng không? Này, mặt cảnh chia lên bên phải và chia làm đôi ra. Nhìn đây mình thấy cái động mạch đốt sống không, cái tại cái cổ này đẹp quá dễ thấy cái gì đó. Đây là tĩnh mạch cảnh mình để theo hướng này nha. Ví dụ như đây mình thấy cái góc, nếu mình tạo góc tụi em càng tạo góc càng tốt thì tụi em thấy cái lớp coi vậy, thấy cái lớp nội mạch đẹp không, EMT đẹp không ha. Intima media thickness cái này á, sau này tụi em có cái phần mềm á. Cái máy này cũng lâu rồi, 5 năm rồi, chứ nó có phần mềm, em click vô đây cái em click vô điểm cuối cái tự nó vẽ ra, nó mapping cho em luôn, mấy cái máy mới nó em cần phải đo khúc này, nó vô nó chỉ cần em điểm vài điểm click 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 rồi tự động nó vẽ ra luôn, em sẽ cái hình mạch máu là em là trắng đen vậy, rất là khỏe. Thì em nhìn em vô đây em tạo góc một chút xíu so với mặt da thì em thấy rõ ràng cái đa âm phản hồi nó ít, ví dụ chỗ này nhiều hơn xuống ít dần thôi đến lúc không có, hiểu ý nghĩa tại sao cơ chế tạo ảnh chứ mình nói bị vậy thì phải thay đổi góc đó. Nhìn cái lớp dưới như vậy đúng không, nhìn rất là rõ. Thì cái mảng sơ vữa thì tụi em đồ lên tụi em đánh giá, nhìn cái mảng sơ vữa nhiều cái góc, mấy bạn nhớ tôi cho mấy bạn ba cái hình không, có mảng sơ vữa nhìn không đúng góc không thấy giá không chính xác rồi ha. Bây giờ để mà cắt dọc tương rồi bỏ màu vô tương tự chỉnh lại cái góc steering kia nhìn cho nó ok đó. Lớn hình lên này mình tăng cái thang màu lên đúng rồi, các bạn từ từ dần chỉnh từ từ quen đó, mình tăng dư thì nó sẽ nhiễu đúng không, rồi mình đo thử ha. Các bạn làm quen rồi á thì mấy bạn hồi nãy mình đo 70 đúng không, bên kia đúng không, để bên này coi bảy tám đi khuôn mặt cạnh chung mà nay bảy mấy nay bảy tám đúng rồi. Rồi nghiêm lên đi chứ lên đây thấy không, nếu bên mé bên này thì đây là động mạch cảnh ngoài, nó đi vô trong đây thì động mạch cảnh trong đi ra, thì cảnh trong anh bắt thử cảnh trong ha. Trong mình phía ngoài, cái ngoài thì nằm phía trong. Để màu lên, chuyển góc. Mấy bạn chuyển góc đẹp thì mấy bạn tạo cái hình rất là đẹp. Do mình thôi. Mình chỉnh đẹp thì tự nhiên nó phiêu in, nó màu lên, sắc nó đẹp. Còn mình chỉnh sai cái mình quýu mà không được. Đó. Rồi, cái đoạn này ví dụ như ông này cái cổ ông cái tương đối cao nên mình làm dễ. Rồi mình bắt cái phổ ra. Em nghe cái âm hưởng không? Em biết cảnh trong. Phổ cảnh trong. Nghe rồi y lại coi. Bên phải coi có gì khác bên trái không? Không phải sao mình không? Bằng luôn.
61. Ok. Rồi qua cảnh cảnh ngoài coi. Tương tự. Nghe cái phổ mình làm nghe âm thanh mình quen rồi. Đừng nghe nhiều quá. Ừ. Này cảnh ngoài ha. Cảnh trong. Cảnh ngoài xếp cho trong nữa. Tay mình tưởng bên ngoài, mình nghe cái phổ này chắc chắn bên trong. Tụi em cứ từ từ em, tụi em mới học á, tụi em muốn cứ ăn là thiên về bệnh học, không phải đâu. Tụi em cứ từ từ biết phép đo cái đã. 79 giống như kia không? Cũng kiểu không. Như vậy. Cái cách làm á là tụi em bắt phổ, chỉnh phổ. Thì giống như em vừa làm này không thử, xin lỗi anh để máy rồi tụi em xuống thử cái động mạch đùi, thử cái động mạch phải không? Hai cắm, để cái máy thì mấy bạn muốn làm gì làm, nhưng cơ bản là như nhau, rồi mình áp dụng qua bệnh học, mình bắt cái phổ với đúng rồi thì lúc đó mình ví dụng, chứ thông tin mà sai thì sao mà làm được ổn. Mấy cái động mạch cảnh có gì hỏi không? Hôm nay là thứ mấy? Thứ hai. Sẽ cố gắng sắp xếp cho bạn, các bạn vào buổi chiều đi ha, một buổi là buổi chiều mình học nhiều. Chiều từ 4 giờ đến 9 lab, nhưng mà vấn đề ai hướng dẫn tụi em? Thầy lấy một bữa hướng dẫn hết cả lớp rồi. Thì nè hướng dẫn này. Nhưng mà vấn đề cái màu, trời ơi mấy ông không biết làm rờ rờ cho hư hai mấy thí mẹ tôi luôn. Thôi được rồi, để tôi coi sắp xếp. Mấy giờ rồi? 1 giờ. Thôi nghỉ, để chuẩn bị qua học bài kia.